rất là nhớ bác sĩ. Mình sẽ mong con có giáo viên đến trung tâm y tế dự phòng thành phố để tìm hiểu an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. Bây giờ chúng ta cùng vào tham quan. Cô thì cô thấy là trường, nói chung là ở các trường, đặc biệt là các trường tiểu học thì vấn đề mà ăn vặt thì nói chung là nó phổ biến khá nhiều. Ở đây ai cũng thấy đến thì cổng trường thì cũng bày bán rất là nhiều đồ ăn uống vặt gắn hàng rong. Nói chung là bên ngành thì có đưa ra những cái biện pháp để kiểm soát, mà tuy nhiên thì thực tế thì nó vẫn còn nhiều cái nó chưa có được đúng như mong muốn. Cũng thấy chất bảo quản hóa chất, thực ra các con tưởng tượng đi, thuốc tụi con uống hàng ngày nó cũng là hóa chất. Thuốc cũng là hóa chất. Và thuốc chỉ khác với chất độc có một cái câu: chất độc ở chỗ liều lượng. Mình liều lượng mình ít vừa phải thì nó tốt cho mình, nhưng mà liều lượng nó vượt quá thì nó lại trở lên độc hại với mình. Và bao giờ đối với nhà thuốc cũng vậy, có khuyến cáo là bán theo toa của bác sĩ. Thì tức có nghĩa mình hiểu ở đây là cái gì nó cũng phải có liều lượng của nó. Và có những cái chất bảo quản người ta cấm hoàn toàn, nhưng có những chất bảo quản người ta cho phép sử dụng, nhưng sử dụng ở mức độ như thế nào. Chứ đó là cái câu trả lời cho câu của con. Những miếng thịt tươi ngon toàn hạt, những con gà thịt làm sẵn được bày bán ngoài chợ, bên ngoài trông thật bắt mắt, nhưng chẳng ai dám chắc chúng không phải là thịt siêu nạc, gà nhuộm chất tạo màu độc hại, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chưa hết lo lắng trước thông tin thực phẩm bị nhuộm màu có độc tố, trong tháng 7 vừa qua, các cơ quan chức năng lại phát hiện thêm nhiều mẫu rau củ quả nhiễm hóa chất vượt ngưỡng cho phép, gây hại cho người tiêu dùng. Đặc biệt gần đây nhất, tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan y tế đã phát hiện trong bún, bánh phở nhiễm chất tẩy trắng tinovan, một loại chất tẩy trắng sử dụng trong công nghiệp, không được phép dùng cho thực phẩm vì rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Các loại hàng hóa đó hầu hết đều sử dụng chất bảo quản ngâm tẩm hóa chất hàm lượng cao. Đơn cử với các sản phẩm bún, bánh phở chứa chất huỳnh quang là một chất dùng trong công nghiệp, nếu người ăn lâu dài sẽ bị suy gan thận, cơ thể mệt mỏi và có thể dẫn tới bệnh ung thư.